Dù là tỉnh miền núi khó khăn, nhưng sau 3 năm triển khai chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm OCOP, tỉnh Bắc Cạn đã đạt nhiều kết quả đáng mừng. Chương trình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. Từ khi Hợp tác xã Tài Hoan tham gia chương trình OCOP, sản phẩm miến rong của Hợp tác xã này được thị trường biết đến và lượng tiêu thụ tăng dần. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn xuất khẩu sang châu Âu, mang lại doanh thu hơn 8 tỷ đồng trong năm 2019, tạo việc làm cho 20 lao động ở địa phương. Thì trước ngày thì Hợp tác xã vẫn duy trì theo cái máy móc đơn giản từ 5-600 kg trên ngày mà đã được dự án hỗ trợ cái số tiền là hiện tại và đã đặt được một cái hệ thống máy móc theo dây chuyền đã lên đến 2 tấn trên một ngày. Tham gia chương trình OCOP, Hợp tác xã chuyên chế biến tinh bột nghệ này đã mạnh dạn đầu tư máy sấy công nghiệp loại lớn và hệ thống máy móc thiết bị khác. Theo hướng sản xuất an toàn, khép kín, bảo đảm vệ sinh, hiện tại các sản phẩm nghệ nếp của Hợp tác xã đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khi mà tham gia cái chương trình OCOP này thì nó rất là hữu ích đối với các hợp tác xã đang phát triển như chúng tôi. Thì cái thứ nhất là mình sẽ được các đội tư vấn hoàn thiện về các cái vấn đề mà mẫu mã bao bì sản phẩm cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Sau 3 năm triển khai, đến nay tỉnh Bắc Cạn đã có 78 chủ thể kinh tế tham gia chương trình OCOP. Toàn tỉnh có 131 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, trong đó có 13 sản phẩm 4 sao. Doanh thu của các đơn vị bình quân đạt hơn 630 triệu đồng một sản phẩm một năm. Chương trình OCOP cũng tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động nông thôn với thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. 2021-2025 cho thực hiện chương trình OCOP thì cái hướng đi đồng hành cùng với phát triển sản phẩm sẽ phải là củng cố sản phẩm. Để củng cố được sản phẩm ở hai nội dung, đó là chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm và thứ hai là phát triển cái quy mô lên, phát triển quy mô sản phẩm lên đối với những cái sản phẩm có khả năng điều kiện phát triển được quy mô lớn. Cùng với chương trình OCOP, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Cạn sẽ triển khai dự án phát triển sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, bảo đảm tiêu chuẩn để xuất khẩu và phát triển sản phẩm gắn với du lịch nông thôn.